Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với ban công của nhà mình là Chúc Ngô. Ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau nói về Tết nhá. Một cái Tết sẽ cực kỳ đặc biệt bởi vì dịch bệnh. Trong số chúng ta sẽ có người phải đi cách ly, sẽ có người bị phong tỏa, hoặc có người sẽ phải ở xa gia đình. Nhưng mình hy vọng là chúng ta sẽ không cô đơn, chúng ta sẽ không thiếu hơi ấm của ngày đoàn tụ, ta không mất Tết, bởi vì Tết luôn ở trong tim. Hết rồi.